thầy thầy đứng ra đợi em hả thầy ừ, đợi, bình định, yêu. <laughs> thầy nhìn kỹ cũng đẹp trai với ta đẹp 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 quá trời đẹp luôn à, à. <laughs> hàm răng rất là đẹp luôn nè ừ. mà sao lông mũi không tỉa đi thầy hàm răng có trăm hai triệu tự nhiên nay mày khen hàm răng mà quất cái lỗ mũi tại quay nhà mới thấy lông mũi dài nè răng ngồi ra rong dài để bảo vệ cái lỗ mũi ngăn chặn hàng rào ngăn chặn phát sinh tò lỗi hả ờ đúng rồi hàng rào ngăn chặn bụi bặm <laughs> rau cái đó để gì? quét bụi quét dơ bụi bặm Nên thân thời Này sư cô Vậy bán đó, trước chùa là quý vị ơi. ơi quý vị mà ghé mà chùa hàng pháp trung ương này mua kẹo bánh rồi ủng hộ ta. sư cô nè có chao nè nước tương nè quá mà, trời luôn con nói là sư thời đâu có đi công tác đâu sư thời đi chơi đúng không bà nhưng mà thầy đi chơi thiệt mà em tin sư cô hỏi thầy nè thầy đi chơi hả thầy mày chồng bà, bà chơi dạ, <laughs> ông tha, già, mày nói, đá, đi vô nhà ta kêu mở cửa ra không vô nó cái kêu lục Ở đây là anh đi đi trời ơi tao nói mày cũng ủa bữa không nghe nói thầy thích chân tính ghé thăm chùa thầy thầy vậy hả bữa đó thầy khách chân tính với thầy nhật từ có ghé luôn hả ghé. Có đi ngang qua mà không vô à vô luôn vô luôn hả ghê vậy à. vô không coi đại đức hạnh phúc lúc này sao chùa chiền lớn hay nhỏ Tho hay bé ủa em tưởng thầy lên hòa thượng rồi sao còn đại đức đó, thầy hòa thượng thì mình khiêm tốn giờ mình là đại 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 lão trưởng lão 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 hòa thượng à, tiếp đón năm hậu thầy thì gặp ôm không cái chóc trời ơi ẩm vô phòng nghỉ ngơi trời <laughs> ơi, ơi. Ờ, mấy quà mấy khượng tọ quà khượng từ xa xăm đến đây chắc đuối lắm hung cái chốc ôm cái cái ẩm vào vô phòng nghỉ ngơi mở máy lạnh lên nằm nghỉ hai ông nghỉ <laughs> mình ra nói chuyện về này vậy hả ừ. vậy được chưa được quá được luôn à, lớn tuổi quá lịch sự luôn mà nói chi nhiều công tư phong minh đúng không thầy à, nói tôi nói càng nhiều càng càng thẳng hay à, nói nói càng nói càng nhiều à cộng nghiệp rồi tăng tạo nghiệp, nghiệp. Rồi, rồi, tạo nghiệp rồi khởi nghiệp rồi rồi nông nghiệp <laughs> rồi nông dân rồi nông khổ luôn <laughs> nông giống luôn hả thì à, n... ta nói nồng nông 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 nồng nông, nông 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 chơi nông vô <laughs> vậy, ta, vậy ta... là hết thì nay có lúa này mà 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 lúa đâu ta hay không ai cũng không mê tính gì đâu mình chưng lúa chẳng có lúa không vậy mà hai hai nhưng mà nè à, à, trong chưng lúa mà có gạo rồi kỳ vậy kỳ vậy á dạ à, cũng quá à, trời à, nửa tấn gạo rồi À, ừ. này tao hỏi mình 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 mình, mình chân lúa mà họ chơi gạo ủa gạo dạ, phật <laughs> tử cúng dường hay là hai thầy đó tới cúng dường như thầy à, có à, mấy cái anh thầy năm quái có nguyên một cái nhóm mà xăm hết ngừ á dạ à, nay cúng dường như thầy nửa à. tấn ừ năm trăm ký thì năm quái cũng nửa tấn năm nay nửa tấn vậy là gạo đó thời đem đi bán hay thầy đi ăn nửa mày khìa nữa rồi với thời ăn gì hết mua không bán cha trời ơi giờ bán một một người thôi, không bán nhiều con ăn gạo phải ngon người uh, sắp trang ít t hai ăn mới được ờ à, đúng rồi mà mày không vận động tại tiền điện là tao bán thiệt tao phải trả tiền điện thì vô, đó đó vô nữa cắt hả? điện luôn á ừ Ở ai ờ đúng rồi làm sao, sao thầy không mượn tiền của hai thầy đó thầy trang tính với thầy nhạc từ đó họ giàu họ nhưng giàu... mà họ rít giàu nhưng mà họ không có tấm lòng cởi mở họ không tự nguyện móc ra thì họ thầy... có chuyển khoản luôn nữa là thầy hỏi thầy. người ta mới mới gửi với thầy thầy không hỏi ai biết đâu mà đứa à, <laughs> cho không cho Ủa nếu như vậy là mọi hiềm khích đã hết rồi thầy xích mít đã hết rồi ghé thăm ôm ấp thì giờ quan trọng là nói tóm gọn chuyện gì chuyện cũ cũng... quá hả ừ, có qua không qua nhưng mà có sự là khắc phục được những những gì chuyện cũ thì nè tháo dỡ các những gì mà xấu ngày trước phải không rồi nói những lời nói không hay thì mình làm sao để cho đã nói là à, hòa hợp tăng hòa giải tăng và một người được gì gọt bỏ những khói tư nhật xấu à, những việc gì không hay trước thì mình có thể à, không đáng bỏ qua còn quý vị vi phạm pháp luật thì mình bỏ vào tù và đưa tử hình luôn nó tóm còn những chuyện nhỏ có thể bỏ qua và những chuyện gây gây án, gây hình sự, gây đến tính mạng và gây đến ảnh hưởng tới cuộc sống và uy tín nhân phẩm thì không thể bỏ qua, phải phạt hành chính. để kiểu như là khép lại quá khứ hướng tới tương lai hả? Ừ. Để à... giờ em với thầy đi xuống chùa giác ngộ hoặc là chùa Hàng Pháp hoặc không môn là đi với em không? Không. Sao vậy? Thì mình thăm... ta nói hồi xưa mình còn khó khăn điều kiện không có không có đất đai chưa có chùa riêng thì mình à, nương tựa một cái bóng cái hình một cái ngôi chùa một máy ngói à, chùa để mình nương tựa để ăn học cho thành tài còn khi mình đã có cái có ngôi có một cái cái chỗ à, ổn định rồi thì à, à, nó tóm gọn chừng cái gì quan trọng nhất nhờ giả ha, sự qua lợi thì à, có mờ hư ví dụ như đám tiệc người ta phải có hư mờ ta trân trọng ta mời mình đến ta mới đặt cho mình vị trí chỗ ngồi vị trí chỗ ăn rồi mình sẽ sinh hoạt trong cái lễ lộc còn giờ người ta không mời tự ta nói khách không mời mà tự đến thì đó hình như cái hồi xưa thì uh, giống như nghe đám dỗ cái tớ nhưng mà giờ đám dỗ cũng phải có quà cá ví dụ mình đem cúng gì mà người ta cũng mời giờ anh em mà tự nhiên không nói mà tớ cũng hình như có cái gì gì cũng kỳ cục dạ yeah. Ừ, thầy nhưng chùa. mà dù sao chùa hoàn pháp cũng là nơi nuôi dưỡng thầy lúc nhỏ mà Không có nuôi cũng dưỡng. là cái cội mà không có nuôi dưỡng nó tóm gọn thầy ở đậu để đi học thôi lý do là trong từ cái chùa của thầy á, ra một, uh, một hai cây số đi bộ cũng nổi mà không có xe nên xa ở chùa Hàng pháp ở đó thì dinh ra số có 500 trăm mét gần hơn nên là mình nương tựa một cái uh, một cái cái cốc nằm ở trong uh, bên bên hông chùa ngay chỗ cái mộ đường mã, dạ. vô đó mình mình canh cốt và giữ cốt, giữ ma con đi đâu, ma nó đi cũng phải xin phép thầy. Nên là lúc đó thầy giữ cái nguyên cái mồ mã giữ ma cho cho chùa, ma giữ ma chứ không phải giữ mồ. Giữ ma. nhưng mà à. hồi đó nhà thầy nghèo hay sao phải ở đậu? Thì hồi đó thì tất nhiên là gia đình cũng không phải là đi làm, đi làm khơi làm mướn rồi khi thầy còn nhỏ thì nếu mà họ không 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 gỡ vào một cái chùa nào đó thì sao đi làm rồi không lẽ ẩm ẩm giống như hồi xưa giống như người dân tộc đâu làm cái cái nuôi hay cái dây gì đó đi tới đâu vừa vừa cuốc cây cỏ vừa làm việc vừa vừa cổng vừa vừa ẩm Thế hồi đó trời ở chùa Hàm Pháp là năm bao nhiêu tuổi đến năm bao nhiêu tuổi rồi mới ra à, thì à, lúc à, 6 tuổi tới ta 8 tuổi thì à, à, hiền viện không phải <laughs> chùa Hàm Pháp mà hiền viện Dục Anh Chứ thầy không có ở chùa Hoàng Pháp ngày nào. Rồi sau khi mà giải tán cái hiền viện Dục Anh, trung tâm nuôi trẻ một coi là tổ chết rồi. Ừ. Cái sửa là cái 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 cái, cái chùa Hoàng Pháp. Chứ hồi xưa là thầy không có ở chùa. Pháp. Hồi xưa không lớn như bây giờ thầy, giờ ừ. lớn quá trời lớn luôn. Ừ. Ờ, hồi xưa có ngón út gì nè. Để sao bây giờ thầy không làm chùa. Giờ Hàng nó bằng Pháp ta. của thầy nó nó to nó bự. Thì giờ nè, nó... từ đây Tụi con phải làm như thế nào để cho nó to nó bự nó lớn nó cao sồ sộ và nó đẹp đẹp đẹp, đẹp thiệt vời đẹp đẹp tuyệt đẹp đẹp, đẹp 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 đến nỗi mà không thể tưởng tượng vậy? đẹp vô cùng cực <laughs> đẹp khu hút được mọi người à, đẹp đến nỗi mà họ dòm vô có nghĩa là trói à, xoắn và hào quang lấp lánh em thấy chùa người ta trời ơi uy nghi lộng lẫy đẹp ừ. quanh tráng ở chùa của thầy là như ờ cái gì vậy bao nhiêu năm rồi mà cũng như thế bao, bao... nhiêu năm rồi còn mãi xa đi Mày, đi bao đâu bao nhiêu lên năm, lên năm rồi vẫn thế mà. là thế <laughs> à, đời à, ta nói giờ tự nhiên cái người ta sáu mươi năm cuộc đời mình giờ bốn mươi mấy bốn ở gì à, gần 40 cuộc đời 40 tuổi đời tại à, 40 nồi bánh chân rồi hả à, 43 43 rồi ừ. 43 rồi tăng dậu sắp Còn giấy đổ. xanh là thí xanh là 40 Ê, 41 chứ, tính không mình 41 ta... Nè, sinh năm 83 này, 2, 83 quý hợi Ờ, đúng là 40, tính tụi mình là 41 Còn cái kia là tuổi gà là cái tuổi mà hồi đó mình làm trễ thì nay 43 Thấy không? Tuổi thầy mà thầy hỏi con Mày tính đã nói tuổi con gà Mà sao tao ngộ mày Tao tuổi gà mà tao thèm thịt gà không Cả nướng, cả chiên, cả kho, cả luộc gì mà chấm bóng gần là tao khái à Thì thầy có thèm xúc xích không À thầy em Thèm luôn hả Mà xúc xích hồi xưa người ta làm bự vậy nè Giờ làm có xíu nhỏ mà dài Tao phải vừa to bự dài tao cắt nó ăn ngon <laughs> Vậy giờ thầy thích dài thích lịch sử hả ừ sợ sư phụ luôn á, ăn một cây vừa to vừa dài Trời ơi ừ. Uhm, nuốt hoài mà vẫn còn ủy Nguyên <laughs> 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 Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô bổn sư thích Môn Ni Phật, Thôi Phật hay sợ. thì năm nay thầy sẽ làm sao? Nếu Bình Định không có bằng tiến sĩ hả? sẽ cố gắng khắc phục cho bằng tiến sĩ. Hằng à, coi à, hàng mưa khó có bằng đại học hoặc có bằng gì đó thầy sẽ khắc phục sẽ khen ngợi làm sao thầy nộp hồ sơ và đóng tiền cho cùng nhau có một cái bài rồi thầy hướng dẫn cho làm chuẩn luôn chịu không chị không không tiền thì thầy lựa cái trường nào rẻ nhất cái rồi không 300 triệu thì giờ mới lựa cái trường mà chính quy nào mà nó nó rẻ công chứng đi rồi thầy lựa cái trường nào ví dụ như uh, 120 triệu hay tám triệu gì đó à, làm lớn mà thầy không gửi gắm cho em nghiên cứu sinh để em học tiến sĩ ra thì mày lấy cái bằng tao mới biết chuyên môn là cái gì rồi cái bảng điểm của mày học nè cái có khóa ngành nè năm nào nè rồi cái lớp mấy nè cái cái lớp học á, rồi cái cái kêu bằng cái phòng phòng máy khóa máy nè rồi năm nào nè rồi cái chuyên khóa, nó nó có hai cái cái là ngành rồi chuyên ngành rồi chuyên khoa Chuyên ngành của con là quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh thì vỡ về photo công chứng cho thầy cái bản điểm luôn Thì sau đó thầy... Uh, tiến bản... sĩ đâu có cần, miễn có bằng thạc sĩ làm nghiên cứu sinh rồi còn gì thì mày phải có công chứng mày vô hồ sơ ta nhận hồ sơ rồi mày phải về là rồi cái cái phải in cho con xin có hồ sơ đó rồi người ta mới cho mình nguyên cái bộ này là bán ba chục bộ này về mình đầy về bất cứ xã nào phương nó ta xác nhận vô là đóng dấu coi đưa chứng minh giờ đưa căn cước thôi là người ta xác nhận là đúng như cái cái giấy theo tên tuổi mình á đúng như cái căn cước. Rồi xong rồi cái giấy đó để xác nhận nhập học là có cái nhíp like của chính quyền quỹ ban của hoặc là về quê mình nếu mà nó khó thì bắt mình lý lịch cá nhân rồi khai báo cái giấy đó xác nhận để về mấy mốt ta biết mày là học trường nào mấy mốt là người ta lưu luôn có lưu mỗi lần mấy cái trường thầy học kinh tế hốt tết cho đến đại học xã hội văn văn với đại học cán bộ á là nó cho mình ba bốn tờ giấy một cái tờ là lý lịch uh, cá nhân một cái tờ giấy là uh, khai uh, kêu bằng lý lịch của cái trường đó đó rồi có cái có cái mẫu của trường rồi một cái giấy là uh, đóng vô nhíp like vô cái hình vô cái 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 trường mình học là đơn nhập học rành quá ha tôi hướng dẫn cho nó tao tao là tiến sĩ tao <laughs> hướng dẫn còn mày muốn thì phải rủ 5 đến 10 đứa thì ngồi tại chùa này hướng dẫn làm bài luôn rồi làm bài sao cái thầy in nắng ra đóng góp lợi in nắng ra rồi cái uh, gửi email qua cho một tiến sĩ uh, ở dưới văn phòng uh, khoa chuyên khoa có nghĩa là trưởng phòng khoa trưởng khoa trưởng khoa thì giờ tao nói mày không nghe tao bỏ giờ tao đã cạn lời hết lời khô nước miếng mà hết tâm hết quyết hết lực à, dồn nén vào cho đệ tử để cho tỷ có tài và có bằng cấp có trình độ mà từ chối bằng giáo dục của thầy là thầy bỏ cho mày vô giáo dục luôn Vậy giờ thầy thầy đóng tiền học phí đây để đệ tử học tiến sĩ Hở nước đóng thì giờ phải ở chùa làm việc đánh ở chùa tính làm văn bản phải tập mà làm đơn từ văn bản ngồi đó phải uh, soạn giáo án rồi uh, đánh văn bản Thầy đưa đơn tự về văn hồi nhờ gì in Cái mình lấy in đánh văn bản xong văn bản ta Cái là 500, 500 in ra có tiền đó Để sinh hoạt hàng ngày đi học thấy Thường phòng... người ta tu người ta đâu Có làm gì nhiều để bán kiếm tiền không, thầy toàn là bạn của ba Tấn thì cho không mà sao thầy làm dữ thì vậy thầy tao nói tao làm cho tụi bay để tụi bay có tiền trường bay làm chứ tao làm mà. giờ tao nói đặt cái bi vi tính ngay văn phòng để mày kiếm cái gì đó nguồn khu nhập bay đóng tiền trường hoặc tao đóng cho bay bay có tao bay đóng không có sao đâu ngày mày khu vô vài ba trăm vài ba triệu thì nhiều ngày mới đủ số tiền một lớp học Chứ thầy à, không còn mấy mày à? đợi đứng đây nè Ô, uh, cho số tiền đóng tiền trường nè cái đủ tao đóng cho vậy không mày ngồi đây nè Ú uh, móc ra. Uh, ra. Uh, <laughs> ra đi ơi ha để nhắn tin qua nước ngoài gì đó nước nào á à, nè sư phụ tôi gần đóng cho bao nhiêu tử bao nhiêu tiền tên tin sách rồi gửi tiền qua ra nhanh lên ra ngang qua tài khoản ngân hàng này thôi rồi phải lại vậy đấy cái nào sư phụ vô rồi vô rồi móc ra ở <laughs> <laughs> là vậy đi cho tiền người ta là... cũng làm đổ một hồi soi nó mắt ở đâu ra có mà tôi ừ. nuôi với thầy ừ ừ, ừ với mà ừ thầy vậy với thầy giỏi lắm nha quý vị rất là lanh luôn thông minh luôn học tới tiến sĩ gì đó khi ừ. nào làm giáo sư này <laughs> thì, uh, giáo sư tiến sĩ là khi mình đã đi dạy là giáo sư rồi nhưng mà phó giáo sư kêu bằng uh, học, giáo sư học mà cô đó là hồi có hiệu trưởng và phó hiệu trưởng mới gọi là phó hiệu trưởng, phó giáo sư tiến sĩ gọi là hiệu trưởng của trường đó hoặc là trưởng khoa còn mình là một tiến sĩ giáo viên dạy học tân nói là uh, giáo viên dạy cái khoa đó thôi Ủa có nhiều người cũng làm phó giáo sư cũng làm uh, giáo viên vậy. Thì người ta ví dụ như cái trường này á, người ta người ta cũng làm chức sắc rồi, người ta dạy khi cái trường khác. Người ta có bổ nhiệm lên mới được gọi là giáo sư tiến sĩ, còn bình thường là tại vì là 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 giáo viên dạy thường thôi. Vậy thầy có được làm tiến sĩ cái bổ nhiệm này lên chưa? Hay là thầy liệt sĩ? tao chết cho liệt sĩ tao giọng vô họng mày bởi vì mày tao cái bằng mày nói càng nha à, tao càng lộ cái bằng mày ra nè cái mặt giả mày lộ ra thầy giả giả, giả thầy tu giả dạ. à? cũng hổn à. nè tao gì? nói giờ thầy nói gì mày tao không biết em ta... trả lời đâu vậy tao tao hỏi mày chứ mày nói cái kiểu gì vậy? bởi vì tại sao mà tao la tao chữ rồi tao nói rồi cái uh, cái tự ái biết tự ấy thì mày mày lắng tai nghe tao nói thôi ngồi đó chỉ chỗ tao nói giờ sao là... nói con bằng giả con là bằng thiệt thầy nãy giờ tao giả. có nói bằng giả thằng thật đâu nói dạ đó tao lộ cái mặt giả tao có đâu. nói bằng giả <cười> 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 tao nói thầy thấy tao nói mày tự mày nói tao khỏi cần nói tao nói mày tao đang nói mày mày chọt vô thì tao kêu mày lại giờ mày mở nói gió mày lặp lại cái gì mày nói em nói thầy nói bàn giả này mới tức tao không nói... có nói N N N N mày mày, mày mà lộ cái mặt giả của mày ờ cái mặt giả mặt, là mặt giả thì mày, lột mặt nạ này. giờ mày có ra là... ví dụ như người ta nói mày lột cây em hay mày đeo mặt nạ giờ khi mày lột mặt nạ ra chứ tao có kêu mày lột ra mặt ra đâu <laughs> tao kêu mày nộ lột mặt nạ không à thầy đừng thầy nói mỉa nó mai là em đủ lớn đủ biết thầy Khi nói cứ sao nghe, ý nghĩ của tao sao rồi nghe, lát mày kiểm lại cái video đó coi những gì hành động mình đã nói rồi tao không cần lặp lại ngừ quân tử nhất ngôn quân tử nhất ngôn một đại trường phu là nói một lời à. ờ nói một, một là một <laughs> hai là hai thì ta nói cũng có cái gì nhất mã gì ta nhất lấy như lùng tam hô tôi súng hả ủa đâu có liên quan gì vô duyên đang nói đang nói giáo dục mà mày nói súng răng Tao đâu phải làm hàm răng đâu mà tam hơi tứ súng ở gì tao nói giải khích cái bằng này hết cờ ly nhì tốc độ này Ủa, nữa giờ mày tới tiền xe. Tao nói mày cái bằng này cái bằng mày bằng ông này. <laughs> bằng gì bằng thiệt nha. Hồi xưa người ta đợ, đợ, tao có nói bằng ta giả. Hoàng. Tao nói cái cái bằng này không biết là cái bằng gì nè, nó đủ ngành hết á. Lát mày nói rùn rùn nữa đi. MBA. MBA hả? À, mày chạy đủ thứ, không biết mày học bao nhiêu môn giờ mày nói bao nhiêu môn mày lấy được bằng. rồi học được mấy chục môn lận á. Mấy chục là môn gì môn gì, kể. Vì lắm nha. sao mày nhớ? Sơ lược, qua sơ một quản trị học nè, quản trị nhân sự, quản trị marketing nè marketing cơ bản quản trị sản xuất rồi marketing dịch vụ Ủa, cơ Cùng bản tôi nhớ đại học chơn. mà mà giờ tiến sĩ hạt sĩ mà cũng cơ bản nè thì kinh tế vi mô vĩ mô đó nhớ đại đó giờ rảnh đâu mà nhớ <laughs> ừ học còn có dưới đại nữa làm đại, đại luôn luật kinh tế luật thương mại người ta học thường thường người ta học 4 năm đại học cơ bản là dành cho làm mới và học rồi sau học từ từ năm hai năm ba kêu từ cái cơ bản lên uh, nâng cao hình à, như là nó nâng cao lên là mang cái tính thương mại hay gì nhiều lắm nhiều môn lắm sao mà nhớ hết được à, hiện giờ tự nói tự giờ ta giống như là phỏng vấn của tụi con là chuyên môn thì trong ba mươi mấy môn đó môn nào cũng được một điểm rồi ơi <laughs> hiện giờ cô nói một nhưng mà khi số không <laughs> giờ em... tao hỏi gì em trả lời cho thì uh, trong ba mươi mấy môn thì những môn con học đó thì con uh, có những trở ngại khó khăn gì điểm cái bà môn đó hay không rồi những cái môn nào mà đạt <laughs> cao nhất mà con nhớ trong ba mấy môn độ học giỏi và thông minh như bình định giáo yêu <laughs> toàn là mười điểm <laughs> thôi mà thầy ơi không có khó khăn gì hết trơn mày đó. xạo <laughs> thiệt mày mà mười điểm hết mày làm như là học lớp một té học nhỏ ờ, lắm okay ờ cái bằng nào ta chưa thấy bao giờ cả nó bằng bữa đứa đó là một người tao nói cũng phải bằng cái bằng cái bằng thạc sĩ nó đâu có để bằng khá bằng giỏi gì đâu nó không có, có. bằng thôi không có chỉ bằng đại học nó mới để khá giỏi trung bình thôi còn bằng thạc sĩ là nó chỉ có để bằng thạc sĩ và cái bản điểm thì nó có để nói nói, nói phải suy nghĩ gì nha suy nghĩ gì nó thiệt trăm trăm luôn thì giờ mày phô tô công chứng thì tao là sẽ làm việc phô tô công chứng đưa thời tao dán chùa dán mặt mày tao đưa xuống trường tao cho tao hào nộp cho mày học mày nói nghe lời thì học đến nơi không còn Để nghe giờ không? thầy cho con học tiến sĩ rồi thầy ra đầu ra là ừ. thầy cho con làm gì con mới học chứ tưởng bỏ 200 triệu thì mày học mày xuống mới đóng chuyển khoảng ngang qua trường chứ bộ chuyển cho thầy mày nói ngộ không nhưng mà đưa mình hồ phải sơ. có cái đầu ra đấy là thầy sau này em học tiến sĩ xong rồi thầy hướng em làm gì nữa mới học có tự nhiên bỏ ra hai triệu để học tiến sĩ mày, thì mày phải nộp hồ sơ cái ngành nào hoặc công ty xí nghiệp hoặc cơ quan nào mà mày hết mày chuyên nhưng nghiệp, mà bây giờ ngành. thầy không có định hướng sao con dám bỏ tiền ra thì làm ở Việt chùa được không trời làm chùa tự nhiên bỏ hai triệu ra với với bàn thạc sĩ giờ cũng đủ, mày tự, ở tốn chùa chắc để làm hay rồi. ở nhà hay mày ở không hay mày học xong mày không làm cũng được nữa nhưng mà cũng phải đóng tiền trường chứ nghĩ sao mày học mà cho ai cho mày hằng học không Ủa, nói đó, mày nói nữa mày lo chạy đi mày gỡ xe, xe... cái này mày hát qua ở kia nhiều chuyện tao nói đàn bà <laughs> à đàn ông đàn ông miền rộng, rộng thì sang rộng. đàn bà miền rộng tan quang cửa nhà còn đàn bà đàn ông nhiều chuyện thì như thế nào đàn ông nhiều chuyện thì sang đàn bà nhiều, nhiều chuyện. chuyện thì sao thì ra cá chợ <laughs> bởi vậy giờ cái câu gì để nói thiết đệ tử thầy mà thầy cũng không biết nói câu nào khuyên câu nào cho vừa lòng <laughs> nó nói câu trước câu sau làm lửa nó bốc lên rồi <laughs> khối nó bắt đầu bừng bừng nó 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 gì nó bay lên trời ấy là thầy nói con nói chuyện sắp ốc hả ừ bốc khối á lửa đó ta nói à, à, <laughs> à, châm dầu có lửa rồi châm dầu vô khiêm châm củi vô khiêm thì liệu nó có cháy cao lên nữa không bùng cháy á ừ lửa bập bùng bập bùng cháy mai ừ. trời hát dở quá ờ mà, mà, giờ mình nói bằng cấp đi thì giờ cái bảng điểm còn không còn thì giờ công chứng thì ra cái công chứng phòng công chứng hay xã gì đó thì giờ photo năm bộ đưa thầy ba bộ thầy nộp cho rồi xong rồi nhưng à... mà phải có tiền mới nộp chứ không có tiền nộp làm gì thì dễ vậy khỏi học xong chứ có gì học đâu Học hành gì nữa Giờ mày muốn công nhận mày học thì tao phải nắm rõ nè Bao nhiêu môn Còn ông ấy mày nói tao cho mày mượn <laughs> của tao kìa Thôi con không cần Mượn Ờ sư phụ ơi cho con mượn bằng của sư phụ đi Con tự nhiên tự... đi mượn bằng làm gì Con nắm nhìn <laughs> à, Quý vị ơi em có bán thuốc bổ xương khớp và loco cô minh loại 220 viên Giá là 850 ngàn free ship toàn quốc